Hôm bữa mình mới đi hồi tháng 6, cuối tháng 6 á, thì hôm nay tháng 9 thì nó đã thay đổi rồi. Bữa vô tháng mới bây giờ. Canh động rồi. Cái mô hình này mình sắp xếp được, ví dụ như cái sông này mình kéo dài xong ra. Đó là sông nó dài ra. Rồi mình di chuyển cái nhà này, đó mình sẽ di chuyển theo. Đó cái đường nhà này. Để có được những bức ảnh như thế này á, thì chúng ta sẽ ngồi lại vẽ tranh, tô màu. Sau đó đem lại cái máy bên kia để người ta scan vào cái máy. Hình ảnh của chúng ta sẽ thể hiện lên cái bức tường này. Còn đây là các họa sĩ giấy đang vẽ lên thành phố. Nè, con đang vẽ gì đó? Xe hả? Thì tí nữa vẽ xe xong con làm gì? Chưa biết hả? À, có cái hình lên trên đó. Anh đã vẽ xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ đem đi scan. Bỏ vô trong thì các bạn bấm nút cho nó quét. Mina đâu? Mình của Mina đâu? Xe của em nè. Xe của Như. Đó, chiếc xe này đó. Chạy muốn tiêu rồi, nó chạy muốn tiêu rồi. À. Xe của Như đây. Na đâu, xe Na đâu, xe Na đâu? À, xe của Na đây. Cái hình mẫu của Na đâu? Hình mẫu nó bỏ vô, chụp rồi. Không, chụp cái xe chạy nè, chụp nó mới đọc. Như cầm vô, Như cầm bỏ vô. Rồi, ok rồi. Xe của máy bay của Sóc vẽ. Ồ, điều khiển được nó, cái nó lùi lại, lùi lại, lùi lại. Ồ. Nếu muốn scan tiếp các bạn cứ bỏ hình vào trong rồi bấm nút. Rồi sẽ tiếp tục scan ra. Hai chiếc một lúc, tại nãy scan hai lần. Quả đi cầu nó sẽ đưa cái chiếc xe tới cái đường ray, đường xe chạy đó, sau đó sẽ thả xuống. Mình vô mình đụng vô mấy cái nhà đó nó sẽ di chuyển đó không? Đó, đụng vô nó sẽ di chuyển. Tàu của Sóc vẽ nè. Có chữ An Nam. Con mà mình vẽ nè, đó, cái quần của nó có chữ Nhiên với chữ Việt Nam á. Đó, hai con luôn. Cao luôn nha.